Bốc mùa mới đã cập nhật bữa tiệc hoang dã, dầu hớt rối loạn. Sau khi bắt đầu một đợt hoặc vòng, sẽ triệu hồi một con heo đất lên trận. Sơn tấn công thường và sơn duy trì mà heo đất này phải chịu tăng 200%. Sau khi thì heo đất nếu kê ở trạng thái chảy máu, sốc điện heo đốt hoặc bào mòn, khiến trạng thái tương ứng mà kẻ đó đang chịu là tốc sinh ra sát thương bằng 50% sơn ban đầu. Đồng thời có xác suất lớn khi chuyển trạng thái chảy máu, sốc điện heo đốt bào mòn lên toàn bộ kẻ địch duy trì 3 hiệp. Cái này ngon nha. Cái này hay chứ. Cái này thì nó team dot thì chơi được luôn, mà team bình thường cũng chơi được nhá. Team bình thường chúng ta tiêu diệt con heo đất là lụm rồi. Ui, chiến doan lại ngon nha. Chơi này kiểu ngài vẫn chơi được anh em mà. Vẫn có một tí tiêu diệt heo đất trong pha này. Team dot ở dưới nhá, thường nó ở dưới đánh. Đánh vào vị trí của Shell Bar đi, nửa trên chơi chiến lưu rồi, ok vô. Bỏ đấm phát là chiến lưu bay màu luôn, thật sự căng anh em mà. Rồi vô anh em nhá. Chắc chắn như vậy rồi. S2O. Ok, vô. Điểm yêu băng đã có này. Kệ hiệu ứng rất là tốt vị trí của con khỉ này. Không bị đóng băng này. What is the God Bad of Team? Chỉ lưu 2 bậc carry. Yeah, chỉ lưu 2 bậc carry. Thằng này thì bốc cho chỉ lưu. Ok. Tiếp tục một cái kiếm kiếm hả này. Kiếm rồi này. Ok, được đấy. Thêm một kiếm nữa. Có cái kỳ của chỉ lưu pha này. Không có thì kỹ chiến lưu rồi. Đánh vào vị trí của Ranja. Đánh chỉ Hanabi luôn. Đánh vị trí chiến lưu không. À con này đấm vào vị trí Hanabi rồi. Này hồi máu rất là to vì lục trà hay quá. Này nó sẽ phá hủy yếu con heo. Không cho con heo này nó tí trốn trốn được. Này bóp luôn. Ok bóp luôn rồi. Này có thì kỳ của chiến lưu này. 90 điểm năng lượng. Rồi thì cái chiến lưu đã có. Chắc chắn như vậy rồi. Nổ rồi. À không phải này cái hành động mà không phải nổ anh em ạ. Đây một cái kỳ của Chin Liu cái này. Thằng chết ta tập trung như lấy con boss nha. Có thể con heo rồi ra phụ. Heo con này ra phụ con này thôi. Con này tôi chịu hồi sói rồi. Bình thường luôn. 2.2 mà ra phụ xuân hơi mệt. 2.2 ra phụ xuân hơi canh đấy. Sao bên tôi rên một bảo hộ limited sao bên tôi phụ xuân. 2.1 nên Rosie ác. Anh nghĩ nó mà xếp vào nhân vật ấy thì anh nghĩ sẽ là nên rồi Acheron. Ừ, nếu mà theo cái lối chơi là nhục theo sau thì sẽ có một cái gì đó hay hay hơn ra trước thì chắc là Acheron nhé. Ta thử cái mới sẽ hay hơn á. Rồi hay có phần những yếu khỉ rất là tốt hả này. Lô anh ok chèm rating best ở bên YouTube tí hỏi máu đây. Kỹ hoa này còn rất là nhiều anh, còn nhiều thật sự ấy chứ. Thật là ôi, phải có Ron gia tới nồng 1 nữa. Thật sự là chúng ta hồi rất nhiều chiến kỹ pha này luôn. Ngon, thật sự là ngon đấy. Chiến kỹ nó bị chiến liều hay. Tuyệt kỹ quá luôn anh em. Quá luôn. Kỹ quá qua nữa sau ngay. Dưới chúng ta lại có một con khỉ nữa anh em ạ. Ăn heo đi rồi, hay quá. Heo bắn tùm lum luôn. Dưới chúng ta lại có con khỉ và cái con ngựa này. Khỉ hồi nguyên khí đã có. Đánh thường luôn. Bốc lên chiến liều này. Hay stack luôn à, ngon. Một kiếm nè. Một trời tám sát thương. Sát thương hình tạo ngoài là quá nhiều anh em ạ. Đánh không? Ở khỉ đấm rồi nè. Khỉ lại đấm, lại có tí tuyệt kỹ lưu chép này. Hay. Giờ cố Roy Hanabi tinh hồn 2 hay Roy Phúc Xuân á. Roy Phúc Xuân, nghĩ Hanabi tinh hồn 0 hoặc 1 là vừa đủ rồi. Nghĩ Roy Phúc Xuân phần này sẽ hay hơn. Roy Phúc Xuân ta có tăng. Roy Hanabi tinh hồn 0 rất là ngon. Hồi này thì 12 chiến lưu cúp à. Thì chiến lược cốt phần này ô, nghe cắn quá vậy. Cái đồ tiếng bóp này. Phần này ok, đánh luôn. Đánh thường rồi, hàng là bi, tuyệt kỹ nè. Phần này có cảm giác như tay vỏ sói bạc vô, nó có một cái lượng sát thương lớn hơn. Kịch hay nhưng vật này lại không có sát thương mà quá lớn. Mình còn được hơn 100.000 thôi. Hai bi tinh hồng 2 bất kinh lắm. Ừ, lấy tinh hồng 2 luôn. Rồi sau này tất cho phụ xuân cũng được em ạ. Cái ra phụ xuân tới lúc đó cũng khá là lâu á. Hôm nay chúng ta lấy luôn à, hợp lấy luôn 2 tinh hồng 2 xong ta tới phụ xuân sau cũng được. Cũng khá là hay. Coi xe vừa mà phần quà con em rất là nhiều. Đến môn này chấp bóc không có team đó. Cũng được em nhé. Đến môn này chấp bóc cũng được á. Thầy mái thầy mái. Thầy này mấy mê độc trái quá đánh lỗi nha. Vẫn chưa tuyệt kỷ của Ron nha. Đánh tuyệt kỷ của Chin Leo nè. Từ 100.000 sát thương là 200.000 là chuyện EZ à. Ok ok. Để nhìn sát thương phải này. Là một kiếm đã đi rồi.
Đấy thì người trai đi tắm mới không có xe bus. Để không có xe bus hả con em ạ? Có là... chưa có Lara đi. Chưa có xe bus có Lara luôn. Rồi do này nhá. Phần dưới này thì cấp cao nó sẽ quen là lẫm rồi. Cái trắng như vậy. Trắng như vậy luôn. Rồi nổ bài heo đi luôn. Không đi rồi, mất có nửa mai, nửa cây máu. Không đi, không đi. Thì đánh đánh ba mòn luôn, nổ rồi. Cái này ta vẫn chưa có quá nhiều cái tầng dot trên người của những cái con quái này nữa. Dot khá là nổ khá là ngon luôn này. Chơi từ 1.0 đến giờ có một con xanh chín. Osaka, Osaka. Một chiến kỹ nội chiến của Lesser quen. Chiến kỹ cấp cao luôn, ok. Nổ rồi, hãy nổ tốt, nổ tốt. Thì đánh thường đi, heo đi cái. Heo bắn tâm lâm rồi này. Thì kỹ Vu Xuân đã có. Ôi, không choáng à, hãy có ma trợ tiên tri Vu Xuân giúp cho Ru Huyệt May không bị choáng cái này. Let's chờ nhé, mình chờ cái thời kỳ Lesser quen nhé. Mình quá, chán Lesser quen luôn, coi thời kỳ nhé, thời kỳ phải là qua luôn này. Thời kỳ luôn, chờ Lesser quen là qua luôn rồi. Hồi đầu game Ryzen con tưởng ngon update luôn này. Người họ chỉ xui nhá, tuy bị game lừa phải này. Chiến kỳ đi cấp ca rồi, qua rồi, hãy dưới nó có điểu lôi mà. Điểu lôi người xe bát này ngó. Ừ, có điểu lôi nhưng mà không có điểm phong á. Thằng này thì chắc là best quen vô đây chưa phụ. Thì phụ sát thương thôi nè. Hãy tiếp tục đánh một lần chi best quen. Có tiền kỳ best quen phải này phụ. Có luôn tiền kỳ của Rue quen mấy. Thằng đọc cho toàn tiêu này. Thằng xuyên đã học tính rồi, tiền kỳ luôn. Thằng ta lại vẫn chưa có. Vẫn chưa có điểu phong anh mà. Điểu phong lại hay. Đánh luôn heo nổ 55 sát thương, ok, được đấy. Chiến kỹ gai này mà thành phải chiến kỹ ấy. Chắc chắc cái ma trận tiên tri phải này, tôi mất ổn rồi. Chuyện kỹ luôn, hay quá. Ok, rồi đây sẵn khá là mượt anh em ơi. Chuyện kỹ liên tục. Không biết bao giờ hôm mới ra lại nhỉ? Tầm 2.3 2.2, 2.3. Tôi nghĩ là gần 2.2. Có thể 2.2 luôn nhỉ. Em 2 thì có lẽ là hô hô, nó sẽ rerun với lại Vu Xuân. Có lẽ như vậy. Lấy lưu chai chinh liêu. Anh đang hơi vì chinh liêu nhé. Lâm ta lấy hua hua sang hơn. Ừ, lấy chinh liêu lại hua hua. Còn lưu cha thì... Thật sự hiện tại cảm giác đi ổng đầu vẫn ổn anh ấy. Mà cảm giác cũng không bằng hua hua. Nên em tình lấy hua hua sang ngon. Rồi bắn rồi, nổ rồi. Hãy nổ phát pháp sư đi luôn. Nổ thêm một lần nữa, 146 thì sát thương. Thì bắt đầu này còn có 9% máu thôi. Nổ luôn, hay quá, heo làm tốt vai trò của mình ấy. Đánh thường là đi. Ờ, đánh thường mà chưa đi à. Bắt lại đi châu châu ấy. Chiến kỳ của Sơ Quang cũng không đi luôn. Thực sự sinh tồn quá tốt anh xe bát này. Tuy nhiên nó là 70 thì còn tên cũng thiếu healer. Ok nhá. Tầng 11 ta đã có ụp được như Sabaron nè. Nữ chơi có lượng tử anh ấy mà. Còn tí mono lượng tử không. Hợp lý ấy nhờ. Tí mono lượng tử nữ trên này. Đánh tí Kukulia. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Silly Star bạc luôn. Ok như vậy này nhá. Nếu chơi thì chúng ta có điểm lượng tử à. Điểm lượng tử không? Đánh thế này. Dưới thì có Svaron, Svaron có khủng long. Ok, một lượng tử nữa chưa. Để cho chúng ta có cái điểm yếu của sói gắn cái điểm yếu lượng tử anh em nhé. Chứ pha này anh em mà bỏ Lucha trên đây là chỉ gắn cái điểm yếu số ảo thôi. Cái khá là hay như vậy. Rồi vô anh em một. Đi khủng long, rồi chắc chắn như vậy rồi. Rồi kháng băng thêm nhiều. Không sao, pha này chúng ta đã có lượng tử mà. Có lượng tử anh em ơi, thật mái, ta vẫn còn một DPS nữa đó là Silly. Mình như vật phải nói khá là uy tín với đạt lô hè đấy. Một Silly từ phiên bản 1.0 anh. Thôi tôi cả thẻ lấy hết cho nhanh, thật sự tí nhanh nhanh tới nghi vân. Ok nhá, sợ chất chất ấy. Một chiến kỵ đi heo không? Không đi heo rồi. Con heo bị trâu ấy nha. Con này chấp heo anh nhá, con này chấp heo luôn. Chấp con heo này luôn. Chấp con heo này luôn là hợp lý không? Con đánh này ok. Ồ, chiến kỵ này làm được không ta? Nửa cây máu, một chiến kỵ thử nha. Ồ, chuyện heo có nổ không vậy? À, không nổ anh em ạ. Heo nó vẫn còn một xíu máu này, hay thật. Tuyệt kỵ của Silly anh em nhé, tuyệt kỵ của sói này. Chờ tuyệt kỵ của Hanabi rồi lập. Ồ, nhà này trâu ấy chứ. Thật sự trâu trâu cái này. Đấm rồi, hay quá. Công ty kháng hiệu ứng đến từ vị trí của Vu Xuân. Tuyệt Hanabi uống. Suy con là xã hội. Rồi xin coi gặp Coconut thì lại lên được xã hội ngay. Xin lên nhé, rồi lắm. Đấy, Acheron không có trấn như bảo yếu. Rất không yếu anh em mà chỉ là không có tối ưu được cái... cái khăn thay xương của Acheron, không có yếu.
là con ghê, mình không có tối ưu cái khả năng gây sát thương. Cứ chơi vẫn mạnh, anh em có những nhân vật hỗ trợ mạnh, hỗ trợ mạnh mạnh cái này là ngay. Tự hợp silicon á, ok rồi mét á, nổ thì đánh này. Một chiến cái nhân chiến silly chắc chắn như vậy rồi. Đấy, nói chung thì cái con heo này cũng cho tao tí sát thương thêm, rất là ngon. Còn tôi lối chơi khi mà ra cho nó có trấn á, à, ok nhé, một chiến kỵ silly chắc chắn như vậy rồi, nổ ra. Này nổ tốt. Hồi này chiến kỵ vô kim nhân rồi nha. Rồi hồi này tao có tí kỵ lực kim nhân. Đi vội vàng, nó vội vàng hồi này. Xin này khỏe đúng rồi nhé, đánh thương heo này hãy. Để khỏe, đúng rồi. Khỏe chỉ silly pha này. Đánh thương rồi nhé, mà đừng có cầm tí chiến kỵ của sói. Giảm giảm cái kháng lực tự của con boss này. Ôi thì xưa có bạc này luôn. Quân bóp vào 30.000 cười bên rồi. Thì cười con này. Này, chiến kệ thử xem nhé. Vẫn không thể nào lụm được con heo này mà cay thật. Thường thì sao? Cũng không lụm được anh. Và silly này chắc chúng ta chỉ đánh boss thôi, không đánh heo rồi. Đánh này. Siêu như tỷ lệ của những sát thương bảo đây anh. 50 tỷ lệ với 202% sát bảo nhé. Này, chiến kệ luôn, ok. Trong một tí đánh thường không? Đánh thường là đi, này. đánh thường là đi. Sau này Cocolia lại đứng ở bên trái. Ok, sao? Có luôn tuyệt kỹ của Hanabi pha này, hay quá. Này, tôi sẽ lắm đóng Cocolia này nhé, cùng đóng Cocolia thì hay hơn. Cocolia này hợp lý anh ạ. Theo tầng 11, 90.000 HP. Ui, càng thế. Phu Sơn dễ build không vậy? Tính không ạ, dễ build nhé. Phu Sơn này là một nhân vật dễ build và trúng thưởng nhất luôn á. Dễ build em ạ, sợ dễ build. Chúng ta vẫn chưa có tuyệt kỹ của sói. Đánh thường đi. Đây một chiến kỵ nữa này. Này trời tuyệt kỹ của sói, người ta tuyệt kỹ của Silly này nhé. Hay quá, tuyệt kỹ của sói rồi, cũng như là có tuyệt kỹ của Silly pha này rồi, thường bóp á. Thì 200 người sát thương. 200 người sát thương nào. 300 luôn kẹt không. Hay 142.000 thôi. Không sao, 142.000 cũng được. Không phải bỏ kích pha này. Sơn hiện tại không phải là quá nhiều anh. Tí không nhiều lắm. Đánh rồi hay quá. Heo cũng đã nổ rồi. Hợp lên. Cơ anh cánh cầu vừa một phần quà cho em rất là nhiều. Một chiến kỳ bị silly. 51% máu. Mà trọng tiếp này. Thôi bảo này thiếu đi chiến kỹ. Thiếu đi chiến kỹ rồi. Thằng này vẫn chưa có cái kiểu sơ có Hanabi anh em ạ. Phan từ tận. Phan đầy đủ anh em ạ. Hay quá. Boss này làm phát đánh hay anh em. Đánh rất là hay luôn, và này là có đủ để chiến kỵ với Hanabi, rồi thoải mái rồi. Đánh phát là nổ Hanabi đi lên luôn, tuyệt vời. Heo tầng 11, 90 HP mà tôi gặp như không á. Thật là mạnh mẽ, tôi bị chỉ ship silly. Tuyệt vời. Ôi, nhưng mà giờ sẵn tí Olia chuẩn bị đánh à. Đánh mà chiến kỵ luôn, ok. Đi đánh thường rồi, hay thì của Phu Xuân đã có. Cái con heo này có điều lượng tử rơi ném phát nào cũng không đau lắm nhưng mà tuyệt kỹ của sói chắc chắn như vậy rồi. Ngày thử và này có tuyệt kỹ si mà này si yếu à vì này tí chưa mạnh lắm rồi chưa mạnh lắm nhưng mà rồi, một lần phá lập chắc chắn như vậy rồi. Cocolia trước anh em ạ, con này ta lượng Cocolia trước đi rồi thì kỹ luôn. Chắc chắn như vậy. Em sẵn với à, ok mà anh em hãy gửi tài khoản em qua chat để anh thầy giải cưới hòa anh sớm nhất có thể. Một chiến kỵ heo đi à, hãy một tí tái hiện không? Tái hiện đâu? À hình như hồi nãy chúng ta dùng tuyệt kỵ có tái hiện rồi. Quên này, quên thôi này. Không có tái hiện này đúng rồi. Vì tham lam tí tái hiện ấy. Tí đánh thường. Phải đánh thường anh em ạ. Có tí chiến kỵ cho Si chơi rồi. À này, tí chiến kỵ của sói luôn. Thoải mái. Đánh thường phải có tuyệt kỵ là lầm anh em ạ. Tuyệt kỹ pha này. C4 HP cao thế đúng rồi, nhưng mà rồi tuyệt kỹ là phá là lập ngay. Atom Cycle ở dưới á, cũng được. Người dưới gánh anh em ạ. Người là full team dot chúng ta luôn, team dot rụt mắt. Full thôi nè. Và này em cần cố à. Là nhớ nhờ anh em vẫn không có team dot là chưa có nhân vật mạnh. Ok, vô. Anh gửi rồi, em gửi rồi à, ok. Ok em ơi. Đi châu châu. Thôi đi riêng để cô ha, đi tăng cướp à. Nổ bài hay quá, nổ tốt này, heo bay mau nửa cây máu rồi. Rồi tuyệt vời.
Phản nở lo phần này ta giữ anh tivi á nhé. Phần này giữ tivi á. Nó hồi năng lượng cho anh tiến năng. Mày cũng cần cố hướng vào cái hình qua nhá. Một cái chiến cái nào phần này giữ tivi á. Giữ tivi hợp lý á. Tivi á. Nổ rồi hãy. Và đánh thường rồi này. Ok bắn rồi. Viên hồi mà năng lượng chai. Hồi năng lượng chai nào. Hay quá thì cắt cap này thì kỹ luôn anh ơi. Ra sàn nửa sau đó thì kỹ ta đi này. Cái cao này mạnh mẽ. Sao mạnh mẽ phần này. Cái không run dot không? Coi là có đấy. Bình thường. Ôi, con này cũng chưa đi. Ok, đi rồi này. Nó phải như vậy. Chơi thiệt kỹ này sang nửa sau chơi. Đánh thường luôn. Ở đây đấy. Đỏ heo. Lông rồi. Cũng lông nha. Cũng lông là nổ phá đi. Chắc chắn như vậy rồi. Thiệt kỹ của... Du Cha đã có. Thiệt kỹ của... Usuwen luôn. Ok, thì tìm đó này đi đúng lẹ nè. Gặp con heo là chết thêm đó. Rồi, rất cao hơn chết đó. Tuyệt vời. Em có team đó mà thiếu Ruin May thấy con gì được anh? Thấy bằng tin vui anh á, đúng rồi, thấy bằng tin vui rất là ngon luôn. Em thấy bằng tin vui rồi em ơi. Tin vui nhé, bọn ta hồi mau, hồi tí năng lượng cho Buster Gwen là cấp K này. Rồi thấy chiến kỵ tốn từ vị trí của cấp K phần này bắn rồi. Đại sư Ruin May lên rồi, nổ này. Một nổ, 69 sát thương, heo nổ. Tiếp thêm một dot, 52 sát thương, hãy. Dot liên tục anh em ạ. Cánh tay bắt cóc đã có cũng như là cả có mưa tên lửa rồi thì kỳ của Ruin May là thì cắt kẻ không cho Sauron này bắt cóc anh em nhé. Nên ta sẽ tiêu diệt cái cánh tay bắt cóc này luôn này. Bụng hello lại ok chạm chung lên 11122 với TikTok chuyện kỳ Lester quen không có thiệt kỹ pha này rồi vẫn chưa có thiệt kỹ pha này anh em ơi. Đánh thường luôn thiệt kỳ của Chang chẳng như vậy. Bây giờ anh cô bao giờ cứu anh nhắn em với nha. Ok chắc xin đánh thường cái này. Đó, đi hay quá đi luôn. Tí tôi canh bắt cóc đụng đi luôn pha này. Một tí thiệt kỳ Luster Wayne rồi. Thì Luster Wayne pha này. Các em chung lên với 3 phần vật các em rất là nhiều. Đó cũng đau mà không hết là không hết. Ok nha, thoải mái, nổ bài là đi, chắc chắn như vậy. Thì The Boss bây giờ, à thì đó bây giờ là bố Sabron Slumbo trong ông đồng mùa mới này. Rồi tầng 12 em nhá. Và từ trên ta sẽ có Sun Twin. Và nửa dưới thì chúng ta sẽ có Sam. Dưới có Sam mà. Dưới có Dot thì chắc chúng ta chơi. Ờ, chúng ta chơi team này luôn ấy mà, hợp lý. Đây chỉ có Sun Twin đúng không? Sun Twin có băng này. Tí không? Jin Liu, Hanabi, sói. Ừ, hợp lý anh em mà. Cũng hay ấy, được ấy. Ok nhé, tay team này anh em ơi. Team này đi, hợp lý ấy. Xài nó quá khứ tương lai luôn rồi, vô. Thế nên lấy mạng để lấy upstream xong rồi lấy mạng nha, ra cho Ron nữa. Rồi ok, đậu ấy. Team này nên cho ta vô chúng ta bỏ kháng băng của Sun Chin vào này luôn. Còn thấy còn hợp lý nha. Cái team này luôn, nửa dưới thì quá ngon rồi, vô. Anh chỉ kháng Sam vào băng rồi nè, đúng rồi em ơi. Anh kháng băng thì anh cho sói vô dạng kháng băng rồi. Hợp lý, hợp lý. Còn gì Silly cũng được, thật ra tầng này thì Silly cũng ngon đấy. Silly đúng ngon luôn chứ. Kiểu chúng ta quẹt quẹt phải là diệt vương đi luôn. Có build mát 7 không? Tại mát mà đẹp luôn hai chỉ build ở mức bình thường thôi. Không phải là quá ngon mát 7 á. Rồi, up lên. Chìm build đã có một tí nhập home này. Nhưng có trấn chấp điểm yếu được đúng rồi quan tổng. Có trấn thì anh em có thể chấp được kháng được ấy. Còn có trấn thì thêm tìm bè la với lại xóa bạc luôn. Kháng kháng là chấp luôn rồi nè. Chấp kháng này uống. Rồi, tuyệt kỳ của full son này. Còn cái ra cái con dị vương này, này trâu ý. Kiếm phần này hay trông trâu phần này á. Cái một chiến kỳ vị của sói chắc chắn như vậy rồi. Kỳ của sói đã có phải điểm yếu luôn này. Chúng ta vừa có được kỳ Harbi, có được kỳ gỗ chiến liên rồi, bốc lên đeo mặt nạ đã có chiến Harbi rồi. Cầu đố kia vậy, cầm kiếm ra tuyệt kỳ này nhá. Hãy chiến kỳ 157 nhân sát thương nè. Còn thêm cái tuyệt kỳ nè, 200 nghìn đâu, 297 nhân sát thương. 300 nghìn anh em à. Thật là khủng khiếp. Thanh sức bền của sang cũng được tăng lên rồi à, cái thánh minh đã có cái chuyện mới về mọi người. 2 tuần nữa em ơi, cái chuyện mới là còn 2 tuần ấy. Ui phải để gắn hụt à. Không sao, gắn hụt cũng không sao. Thì gắn hụt bị sói rồi. 98 sát thương từ vị trí của chiến kỳ của Chiến Liêu này. Ok, gắn một cái nào. Hay quá, điểu băng đã có rồi. Heo đã ôm mặt rồi này. Đánh rồi. Tiếp tục là một đánh nữa. Tiếp tục một đánh thường này nha. Này hết máu anh em ạ. Tiêu máu rồi.
Tuyệt kỳ của Hanabi có luôn, hãy. Có nên rồi, anh chơi rồi thôi, có em ơi, nên rồi nè. Nên rồi, nên rồi. Trước giờ tập chơi toàn rôn bé chớ nghĩ nó mạnh. Thật sờ lôi riêng cho pha này. Cứ chừa cái tuyệt kỳ sang nửa sau chơi nữa. Hay quá. Thành chuyến này. Gắn cái điệu biếu ra rồi ta. Ok, gắn cái tuyệt kỳ trước đi. Gắn điệu sau. Mày tí đánh này, giảm kháng với phòng thủ này. Mày gắn điệu băng là đẹp rồi. Rồi, cái điệu băng nhá. Đánh rồi, bắn nào. Gắn điệu không có màu luôn. Hay thật. Thì chiến kề đi chưa. Chín lưu rồi hãy đánh luôn. 92 sát thương, ok sương ổn này. Thường là đấy nha. Phá băng 59 kỹ mạnh nha. À, phá băng 59 kỹ nhanh mà. Ok. Ok tiếp tục anh mới. Thì điệu băng nào. Không có điệu băng luôn. Ui sao bạch này hóa báo rồi anh em ạ. Đang điệu hụt liên tục luôn. Hay thật. Anh đây nha Hi ơi. Xong có điểm yếu anh vì tao này 6 bàn tao cục tí báo báo đấy mà báo phải là không gắn điểm yếu được luôn. Tao chỉ xe ứng với anh 50 mà 50 cho chỉ xe ứng từ đẹp luôn ha. Thì chấp chấp anh ấy. Ok anh này chấp heo nha, anh này còn nắm heo đâu, anh còn nắm xanh chuyên là heo luôn. Tao không có tuyệt kỹ chỉ Hanabi à, không có tuyệt kỹ luôn anh hãy đánh đâu. Ok đánh đánh anh này rồi, anh này không có ma trận. Hết ma trận rồi có slot đó. Ok bóp bóp lên em nhé. Tầm bao giờ lấy mã em nhé. Tí như vậy cũng ok mà. Thì lát anh upstream xong anh lấy. Tôi cũng chơi cùng đội hình thì tôi test hai sảnh. Thì sang bên mình hai trâu hơn, sức bền nhiều hơn không nhiều này. Ui sao sẽ đi bét à, đúng rồi mà. Sao đi bét. Thì cũng sát thương phải này. Nên còn canh nếu thể nó cứu nhanh thì có thể lát cứu luôn em nhé. Điều băng đi. Điều lượng tử hay quá. Điều lượng tử hay thật. Này tí chiến kỵ đi. Ôi phải tầm này cho cái câu câu say cổ ấy nhỉ. Ảnh hưởng này rồi tuyệt kỳ của Xuân là có. Ít máu easy anh ít. Yeah đi máu easy easy. If you have dot team. Ok. Thì bắn ngoài ngữ phần này rồi nè bắn. Rồi kệ ra đi. Không gắn được cái điểm yếu băng. Phải chấp hơn, phải chấp phát triển yếu này rồi heo luôn. Heo có một tí chuồng chuồng liên tục anh em ạ. Rồi chờ nhé, ta chờ cái tuyệt kỹ Hanabi pha này để nó tuyệt kỹ luôn. Rồi hãy, tuyệt kỹ Hanabi đã có rồi, nãy xứ. Đó với thầy Phấn nói sẵn đâu bờ rơ rơ luôn, đúng rồi nhé. Thì chúng ta có điểm yếu số ảo rất là nhiều. Mà đi chơi chơi thầy Phấn ngon. Thì thầy Phấn đúng ngon đấy chứ. Rồi số ảo rất là nhiều luôn. Thầy Phấn hoặc đi lờ cũng rất là ngon. Còn đi lờ mà này cũng rất là ngon đấy. Làm phát rầu phát lượm con heo lượm bót một cũng kiểu một đánh được hai luôn này rồi nổ rồi sau này bóp lên cả đánh chiến kỵ nhanh này. Giờ này đánh thường của Hanabi là khi là lỏ này hỏng được dưới 25 cycle anh mà từ 25 ta cái 25 anh mà không có quá nhiều màu. Ô xuân lưu chảo cái quán được em ơi mãi thoải mái thấy được đấy. Xuân tăng cũng nhiều màu ấy. Nhưng sao giờ hay toan rồi. Tao sợ toan thôi. Tao tin này vẫn chơi được á. Tao này tao tin thiếu máu của Ruyền May á. Nhưng mà này tao hồi máu Ruyền May là hay rồi. Đánh luôn rồi. Ôi lại đánh Ruyền May à. Tao này Ruyền May cũng tính sốt nha. Đánh bot cứ đánh Ruyền May thôi. Tuy rất sự quen tao lại có 2700 máu. Mình thấp hơn Ruyền May khá là nhiều á. Mà có 2700 đánh vô Ruyền May à. Lối đi riêng hả này. Lối đi riêng từ bot à. Hay hay đấy nhỉ. Cái chiến kỳ trí của các ca luôn. Này, ảnh thường luôn anh ơi. Kỳ luôn. Đi bồi vàng. Đi bồi vàng thôi này. Ok, từ kỳ các ca phải luôn này. Mày anh có... Tầm mấy anh tầng 12 mà, tầng 12 nhé. Rồi hay quá đi luôn. Đi bồi vàng. Không cần TV luôn, chấp TV vào luôn. À, hợp này chú bị target nhiều anh. Ok nhé. Target nhiều thôi này. Đánh rồi, vẫn không dính mà chỉ last way nữa là sợ kỳ. Hay quá. Anh này đánh thường đây, ok, hồi điểm yếu rất là tốt này. Chiến kỳ luôn. Này ta sẽ chừa cái tuyệt kỳ của Let's Away sang nửa sau chơi. Này đánh thường đây. Hồi máu, hồi máu. Thì còn hồi máu toàn tim. Con này trên người của Let's Away lại có 2 tầng vết tích bao mòn à. Và căng, rồi chiến kỳ cái này. Con này đánh thường anh nhé. Con này ta dừa một tí tất điểm chiến kỳ đi. Rồi hai nổ phá đi, 4 đi chiến kỳ cho nửa giữa. Rồi tuyệt kỳ của
Tôi anh May đã có thì cái là Swain đó chẳng hạn. Vâng, cái dàn sao hợp lý ra nào, ok, just see. Và nãy May đánh thường vô Sam kết để các kết đó phía sau theo dịch super nè, ok. Còn nãy còn tập trung vô Sam mà tập trung vô Sam ở đây. Ừ, chưa từng kỹ lại lát Sam ta mở cái lĩnh vực người ta xài đi. Đánh thường này, chiến kỵ của các Swain luôn. Một chiến kỵ của Khắc Khe. Vậy Khắc Khe còn 8 máu à, phải canh đó nhỉ. Đã rồi. Rồi này còn tí hồi máu anh em ơi, hồi máu. Máu hồi máu đi. Rồi này các... Ui, phải ruyền may là 17 máu à. Canh canh nhỉ, 12 máu từ vị trí của... Ok, cái này cũng được, sao? Rồi, sao mà lên vực cái nè. Hay quá mà lên vực rồi, từ kỹ ngay. Phá hủy yếu Sam nhanh anh em ơi. Sự cùng tí phá hủy yếu Sam nhanh nhanh đấy, từ kỹ luôn. Hồi máu ấy. Anh nghĩ nên dồn con máy cưa lúc xa chứ mà lên địa chứ nó chém đâu vãi à, ok nhá. Thằng này đánh thường, ok đánh thường vô xa hợp lý nha. Chiến kỵ lắc xa quen luôn, tự kỵ không? Chưa có tự kỵ cho phần này. Một chiến kỵ, ok một chiến kỵ từ chiến cáp kè, hay đấy. Đánh thường vô xa mà, phần này đánh thường vô xa mà. Đánh xa, thích đo, kích kết cái. Có hình điểm yếu anh này, hợp lý. Đã rồi, hay quá, tự kỵ Green May đã có, lộ tự kỵ của lắc xa quen chứ nhá. Đừng có tự kỷ rồi mày hoài hình quá, mấy cứ tự đi luôn. Rồi hay. Thì chỉ đánh này. Thì đánh không. Heo vẫn chưa kích dot à. Heo vẫn chưa kích dot được cho pha này. Pha này ta dùng heo kích dot. Pha này rất sợ đánh thường cái này. Ok. Thường kích dot đi. Ok, nice. Kích dot được 68 sát thương. Ủa, không được nhiều lắm nha. Không được nhiều cho lắm cái pha này. Để hồi máu thì chẳng phải hồi máu vì cái chiến kỵ lưu cha rồi, chẳng phải như vậy. Đã rồi hãy đi luôn không? Hay rồi, ok rồi. Sao mất điểm yếu chắc chắn như vậy. Này từ đấy nó phải như vậy. Sao mất điểm yếu pha này rồi. Từng chiến liêu cúc này. Hay quá, tiếu tổ cục thì đánh rồi. Bây giờ đánh thường đấy. Chuyện này bắn rồi, xong rồi anh em nhé, xong rồi. À nè, sao tới công chuyện mình luôn. Thì đánh thường luôn, ok. Bắn liên tục vị trí của các kha. Bốc luôn. Rồi Sam nổ bài cái đi này. Đi 8% thôi à. 8%, ok, cũng không nhiều máu lắm. Rồi, 9 kia đi đấy. Chẳng như vậy rồi. Bá tầng 12 thành công đặt vô hà với team dot 2 bờ carry.